Tạng Bồ Tát bổn nguyện quán chúng sinh nghiệp duyên phẩm thứ ba. Một Phật mẫu thưa hỏi, lúc đó Đức Phật mẫu là Bà Ma Sa Phu Nhân chắp tay cung kính thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thánh giả chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác và tạo quả báo ra thế nào. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng, thánh mẫu, trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, lâu thời có địa ngục, lâu thời không có địa ngục, lâu thời có hàng nữ nhân, lâu thời không có hàng nữ nhân, lâu thời có Phật pháp, lâu thời không có Phật pháp, nhận đến bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật vân vân cũng sai khác như thế, chứ chẳng phải riêng tội báo lên nguồn nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà ma gia nhân lại thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề siêu cảm mấy ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng, thánh mẫu, trông mong ngài lắng nghe nhận đấy, tôi sẽ được nói việc đó. Thánh mẫu bạch rằng, xin thánh giả nói cho. Bồ Tát được thuật. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng, danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây, nhưng có chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gia đình trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sinh nào có lòng ác làm thân Phật bị thương chảy máu kinh trên vô tam bảo, chẳng kính kinh điển cũng phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Được, hoặc có chúng sinh nào xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc cứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sinh đó phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Và có chúng sinh giả làm thầy sa môn, kỳ thật tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật và cưỡng hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sinh trộm cắp những tài vật, lúa gạo, đồ ăn uống, y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy một vật, kiểu đó phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng, nếu có chúng sinh nào phạm những tội như trên đó, thời phải đọa vào địa ngục vô gián, cầu tạm mình sự đau khổ trường khoảng buồn hiện cũng không được. Ma Gia Thu Nhân thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát, thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng, thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi lớn có 18 chỗ, thừa kế có 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau, thừa kế lại có đến 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vào ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt cao đến 1 muôn dặm, nổi cháy trên thành, không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nền địa ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác nhau, riêng có một số ngục tên là vô gián. Ngục là Châu Vi 1 muôn 8000 dặm, tường ngục cao 1000 dặm toàn bằng sắt cả, nổi cháy hực hở suốt trên suốt dưới. Trên tường ngục có gián sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thời tự thấy thân của mình là được chật cả trên giường, đến 1000 muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình là được chật cả trên giường. Đó là do những tội nghiệp nó tạo ra cảm vừa như thế. Tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quỷ dạ xoa, cùng với lời ác quỷ răng nanh bén nhọn giống gươm, cặp mắt sáng chói như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bằng chặt, lại có quỷ dạ xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, cũng đâm trúng miệng mũi, đâm trúng bụng lưng, rồi lên trên không lấy chĩa hưng đấy để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt một mắt người tội, lại có giám sát cắn đầu người tội, hơi nóng đốt khắp trong thân thể, để lưới đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội lướt đồng đổ vào miệng, cho sắt đóng đỏ của mấy thân người tội một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tặng sự đau khổ trừng khoảng một niệm cũng không được. Nghiệp mà tạo ra cảm giới như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thật sinh nhờ qua địa ngục thế giới khác. Lúc thế giới các đó hư hoại, thật cũng xoay vần sinh vào cõi khác nữa. Đến khi thế giới này thành xong, thật sinh trở về thế giới này. Những sự tội báo trong địa ngục vô gián như thế đó lại có địa ngục đó do lại có những địa ngục đó do có 5 điều ngược cảm nên gọi là vô gián. 5 điều đó là những gì? Một tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vô gián. 2. Một người tội thân được trở cả ngục, nhiều người tội mỗi thân được trở cả ngục nên gọi là vô gián. 3. Những khí cụ để hành hình tội nhân như chĩa ba, gậy, diều hậu, rắn, sói, chó, cối giã, cối xay, cơ đục, dao mác, chảo, dầu sôi, lưới sát, dây sát, nửa sát, ngựa sát, da sống liền đầu, nước sắt nóng dưới thân, có thời ăn hoàng sát nóng, các thời uống nước sắt sôi. Từ 5 trọng kiếp đến vô số kiếp, những sự sổ sỏ lấy nhau luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián. 4. Không luận mà trai hay gái, mượn bán mọi dợ, già trẻ sang hèn, hoặc là rồng mà trời, hoặc là thần mà quỷ, hay gây tội ác theo đó mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Nếu người nào bị đạo vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tặng mình sự đau khổ trừng khoảng một niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sinh. Do vì nẽ niên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế đó, nếu nói rộng ra thời gian của những khí cụ để hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục, thời giờ nói đến suốt một kiếp cũng không thể là nói hết cho được. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xiết mau dầu mà chắp tay cảnh lễ Bồ Tát mà nuôi ra. Sammo di soha.